Chúng tôi Bích Ngọc, Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, như chúng tôi đã vừa trình bày với quý vị, đây là một người thân chủ rất là thân thương của Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc. Sau 72 tiếng đồng hồ được bác sĩ Vũ Ban giải phẫu thẩm mỹ cho, và hiện thời cô đang đứng cạnh tôi đây. Và thưa quý vị, đây thật là một cái gương rất là tốt cho các chị em phụ nữ của chúng ta, là được cô Minh Nguyệt đã chia sẻ với quý vị về vấn đề mà cô vừa đi sửa sắc đẹp. Cô mới đi căng da trán, căng da mặt và làm hết mấy cái rãnh sâu sầu muộn ở hai bên mặt, cũng như là cái vết nhăn ở dưới cằm ở đây, và đồng thời cô có độn cằm nữa. Thì thưa quý vị, sau khi giải phẫu thẩm mỹ Bích Ngọc mà mới chỉ có 72 tiếng đồng hồ thôi mà cô đã được hoàn toàn như thế này, thành ra cô rất là hãnh diện và cô rất vui. Cho nên là cô vẫn lưu luyến và cô muốn rằng sẽ cảm ơn bác sĩ Vũ Ban cũng như Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc đã cho cô một cuộc đời mới và một sắc đẹp mới. Thì sẵn ngày hôm nay cô có một cái dịp mà cô đi từ trên Atlanta, Georgia xuống đây để nhờ bác sĩ Vũ Ban sửa sắc đẹp cho. Nhưng mà cô thấy rằng thì là mới có 72 tiếng đồng hồ, nhưng mà cái vết mổ cũng như là cái cách bác sĩ mổ và cái gương mặt của cô bây giờ nó quá đẹp đi. Cho nên là sẵn có một người bạn có một cái party về sinh nhật ở đây mời cô đi, thì theo như lời bác sĩ Vũ Ban đã dặn thì phải về nằm nghỉ ngơi, không có được làm cái gì mạnh hay là nặng nhọc. Nhưng mà cô thấy là cô tốt quá, cô khỏe quá và gương mặt cũng đẹp quá, tại sao mình không đi enjoy với bạn của mình, và bạn mình đã mời từ lâu rồi. Cho nên là cô đã mặc một bộ quần áo soiree đi dự một cái buổi dạ hội ở người bạn của cô, và cô ghé thăm bác sĩ để chào bác sĩ trước khi cô trở về Atlanta, Georgia. Như vậy đó, thì đây cô Minh Nguyệt. Minh Nguyệt có thể cho chị Bích Ngọc biết là sau khi mà em giải phẫu thẩm mỹ Bích Ngọc, là tại sao em lại thích đi mà em lại muốn đi giải phẫu thẩm mỹ không? Dạ. Thì bây giờ đó, thì cái vấn đề mà giải phẫu thẩm mỹ đối với em đó, nó có thấy, em có thấy rằng cái giải phẫu thẩm mỹ nó đem lại cho em một cái niềm vui, một cái niềm hãnh diện và một cái niềm tin tưởng và tự tin là dạ, mình là người đẹp. Dạ, dạ, lúc đó em xấu, em không nhìn vô gương, em thấy em mặc cảm lắm. Em đi làm cũng vậy nữa, và từ ngày mà bác sĩ giải phẫu cho em á, mới có 72 tiếng mà em trở thành người đẹp rồi, em thấy em vui mừng quá. Thành ra em đến em tạm biệt chị, rồi em cũng cảm ơn chị với bác sĩ Vũ Ban, rồi em chị đối xử với em từ em Atlanta xuống mà chị đối xử với em tốt và thân tình, thành em quý mến chị lắm. Và em cảm động lắm, em không biết nói sao mà để em tỏ lòng của em nữa. Dạ, em xin hôn chị cái. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm á. Dạ, dạ, dạ. Thật là quý hóa quá. Dạ. Chị, thưa quý vị, cô Minh Nguyệt là một người phụ nữ Việt Nam, đúng là cái câu người ta nói là một người có thể nói là đảm đang mà rất là giỏi, và cũng là một cái người mà chăm sóc cho các con và nuôi các con trong gia đình để cho các con thành tài. Thành ra là một người trung hậu, một người rất là có lòng nhân từ, và đồng thời nữa là cái sắc đẹp của cô tuy rằng không có được mặn mòi, nhưng mà bây giờ nhờ bàn tay của bác sĩ Vũ Ban mà cô lại được mặn mòi hơn, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng thì là cô đã trả ơn bác sĩ Vũ Ban bằng cái cách là cảm ơn bác sĩ Vũ Ban. Thì thưa quý vị cũng đã thấy, tôi đã trình bày rất là nhiều lần, là khi một người bác sĩ về, nhất là ngành giải phẫu thẩm mỹ, thì cái lời khen và cái lời mà tin tưởng của bệnh nhân đối với bác sĩ chỉ một lời thôi, cũng đó cũng là một cái phần thưởng tinh thần rất là lớn cho bác sĩ. Thì ngày hôm nay chúng tôi đứng trước quý vị đây, chúng tôi cũng rất là cảm động khi mà Minh Nguyệt đã ôm tôi và đã nói những cái câu rất là cảm động, là vì đối với khách hàng cũng như bản thân của mình, chúng tôi cũng luôn luôn là nguyện rằng bao giờ thì mình cũng phải lấy cái câu lương y như từ mẫu. Và bác sĩ Vũ Ban là cái người trong ngành nghề đã từ trước khi mà chúng tôi còn ở Việt Nam, trước 75, mà sang tới bên này, cho nên có rất nhiều
các bạn gái cũng như là những cái thân chủ mà đã từng đến với viện giải phẫu thẩm mỹ Bích Ngọc từ bao nhiêu năm qua, từ đời của ông nội, của bà nội, của con gái rồi của đến cháu nữa mà cho tới bây giờ. Cho nên rằng dù ai nói ngả nói nghiêng thì ta cũng vẫn đứng vững như là kiềng ba chân. Đó là cái câu châm ngôn mà chúng tôi nói, mình cứ làm phục vụ cho tất cả các quý vị khán thính giả, quý vị thân chủ của mình một bằng cái lương tâm của mình. Như là cô Minh Nguyệt đến với chúng tôi ngày hôm nay, thì khi mà cô thấy rằng cô đã làm được cái gì mà cô mong muốn, cô tự tin, cô yêu đời, thay đổi được cuộc đời. Và bạn hữu cô, khi mà cô đi cái bạc ti về, cô rất là cảm động. Cô đã ôm tôi và cô nói: chị ơi, em không thể mơ được là cái ngày nay em có cái tiệc của người bạn, là để mừng người bạn, nhưng mà quay trở lại hóa ra lại là mừng cho cái sự mà thay đổi của em, cái cuộc đời em và cái gương mặt cũng như cái thân thể của mình. Thì như vậy đó là cái điều mà em mong muốn nhất, có phải không em? Dạ. Vâng. Dạ. Thì Minh Nguyệt cảm thấy là Minh Nguyệt có nghĩ rằng thì là Minh Nguyệt hài lòng với cái sắc đẹp của mình hay không? Dạ, em rất là hài lòng. Dạ, em mơ ước của em nay thành sự thật rồi, em mừng quá chị ạ. Dạ. Thế em nhìn gương em có thấy, em có nhận ra là em không? Không, em không nhận ra em nữa đâu. Sau khi giải phẫu về là sáng ngày đã thấy là nhìn không ra rồi đó chị. Nhìn không ra rồi. Dạ. Mà không biết tại sao mà nó xinh đẹp như thế, dạ, phải không? Dạ, tưởng đâu ai đâu không à. Tưởng đâu ai. Dạ. Bây giờ về thì con ở nhà nó rất là ngạc nhiên là khi mẹ bước xuống máy bay một cái nhìn. Dạ, mình chắc nó... em, còn em nhìn em không ra đâu chị. Thế. Dạ, mai em đi là về là 3 giờ chiều tới dưới chắc nhìn không ra đâu thế. Chị. Dạ. Tức là hôm nay là 72 tiếng đồng hồ thôi. Dạ. Mà đã áp gương mặt được như thế này thì chị nghĩ là em về em cũng cứ đi làm luôn chứ em đâu có nghỉ ngơi ở nhà đâu. Dạ, dạ. Không có nghỉ ngơi gì hết. Dạ. Là đi làm trời ơi, chắc việc. Bạn bè cũng ngạc nhiên dữ lắm mà chị à. Dạ. Chị rất là cảm động là khi em đã đi ra phi trường, gần ra phi trường rồi mà còn quên cái món quà mà chị gửi đi cho em. Dạ. Không phải là cái gì mà đó là em yêu cầu, chỉ là những cái tờ flyer, những cái tờ mà brochure và những cái business card của Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc. Dạ. Em muốn mang về tới Atlanta để mà chia cho bạn thấy. Dạ. Chị rất là cảm động. Dạ. Không biết nói cái gì hơn là cô không những là một người bệnh nhân rất là thương yêu bác sĩ, rất là thương yêu viện thẩm mỹ và các anh chị em phục vụ ở trong này, mà còn đem lại cho viện thẩm mỹ những cái sự mà quen biết xa hơn nữa. Và cái đó là cái điều mà chị không có thể mà nào mà ngờ được, là có một người thân chủ lại có một cái lòng tốt như em. Yeah. Thì chị cũng mong rằng đã khi mà em về tới Atlanta, Georgia để em làm việc lại đó, thì em sẽ thành công. Thì yeah, bây giờ cuộc đời này không có cái gì mà nó bằng cái sắc đẹp. Vì cái sắc đẹp nó là cái hạnh phúc mang lại cho mình. Yeah. Tiền bạc thì nó cũng không phải là cái chính, có phải không? Dạ, yeah, tiền bạc. Vâng. Thì thưa quý vị, Nguyệt cũng cứ nghĩ rằng thì là mai mốt đó, bởi vì cô có một cái tinh thần, cô cũng là một cái người như là nghệ sĩ vậy đó. Sau khi mà cô được đẹp rồi thì tôi có nói đùa thôi, tôi nói là Viện Giải phẫu Thẩm mỹ sẽ tổ chức một cái cuộc thi Hoa hậu phu nhân ở ngay tại Houston này, thì em có về để em dự thi hay không? Thì cô rất là hăng hái. Thế nếu mà ở Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc và đài Ven TV sẽ tổ chức một cái cuộc thi Hoa hậu ngay tại Houston này, Hoa hậu phu nhân đấy em. Dạ. Thì em có tham gia không? Dạ, chị thương em, giúp em. em vui lắm. Em sẽ tới tham gia chị. Vâng. Dạ. Thế chắc có lẽ là năm nay thì em bao nhiêu tuổi nè? 63 vậy. À, 63. 63 thì thưa quý vị, người ta thi với những cái tuổi ngang nhau. Nếu mà 63 tuổi mà như thế này rồi đó, thì những người 63 tuổi sẽ thi với mình, thì không biết là khán giả sẽ chấm ai bây giờ đây. Làm sao mà có thể kiếm được một người 63 tuổi mà nhìn giống như là ngoài 30 như thế này, có phải không? Dạ, cảm ơn chị. Chị hy vọng là cái vương miện về Hoa hậu phu nhân sẽ về tay em. Dạ. Để xem dần những lời chị Bích Ngọc nói là có thể nào mà trời đất chứng minh và cái lòng thành của em chia sẻ cái ơn phước mà em không có ngại ngùng gì mà chia sẻ với các bạn gái, là người thật, việc thật, thì chị nghĩ cái điều đó có thể em làm tốt, em lại gặp chuyện tốt. Dạ. Có đúng không nào? Dạ. Vâng. Dạ, chị. Thế thì bây giờ đó thì em có muốn nói một vài câu với lại khán giả không? Thì thưa quý vị, chúng tôi xin bước ra đằng sau một phút để cho cô Minh Nguyệt
có đôi lời tâm sự với quý vị nhé. Là vì tôi muốn quý vị sẽ được trọn vẹn bằng cách là chỉ nhìn một cái sắc đẹp của Minh Nguyệt mà thôi. Không có một cái bóng dáng nào có thể làm phai mờ cô khi mà cô đang vui vẻ và hạnh phúc trong cái sự mà thay đổi được cuộc đời của mình và thay đổi được cái người ta gọi là cái sắc đẹp của mình. Vâng, dạ. Xin cảm ơn quý vị. Chúc mà các chị cũng giống như em á, đạt được cái ước mơ của mình á. Tại vì theo cái bản thân của Nguyệt á ha, bây giờ thấy vui mà tâm trạng nó khó diễn tả lắm. Thì giờ cũng muốn chia sẻ với các mấy chị á, mấy các chị, chứ chúc các chị cũng đạt được ước mơ cũng đẹp như em vậy đó. Và đến với bác sĩ Vũ Ban đã bắt làm đẹp cho mấy chị. Dạ, dạ thôi, chào, xin chào mấy chị.